nàng YouTuber thả rong vào một dãy nấu ăn bị bóc trần quá khứ đầy tai tiếng. Những ngày gần đây, cư dân mạng đang tích cực chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái hướng dẫn nấu ăn trên YouTube. Người đẹp này gây chú ý không phải vì kỹ thuật nấu ăn ngon hay là những video được đầu tư đẹp mắt, mà bởi vì cách ăn mặc hớ hênh khi xuất hiện trước ống kính. Có một sự thật là để nổi tiếng, không ít người bất chấp tất cả, sẵn sàng làm ra những hành động mà dân tình phải ném đá. Phát ngôn gây sốc, quay clip phản cảm, khoe thân là một vài trong số các chiêu trò có thể kể đến. Cư dân mạng cũng đã được dịp xôn xao trước một nhân vật được cho là đang cố tình kiếm frame như vậy. Theo hình ảnh ghi lại, việc cô nàng không mặc áo ngực và để lộ vòng một phản cảm trước máy quay không phải là sự cố mà là do cô và ekip cố tình khoe vòng một khủng của mình. Sau khi đoạn video ngắn dạy nấu ăn được lan truyền trên mạng xã hội, danh tính về người này cũng nhanh chóng được dân mạng tìm ra. Đầu tiên, nhiều người nhận ra đoạn clip ngắn trên mạng xã hội thuộc về một tài khoản YouTube có tên Pika. Lướt xem các video của cô nàng, có thể thấy cô đang cố tình khoe những gì cần che nhằm mục đích câu view. Thay vì chăm chút cho các cảnh quay đồ ăn, camera lại hướng về vòng một của cô gái này. Hiện tại, kênh YouTube của cô gái này đã đạt hơn 630.000 lượt đăng ký, nhiều video đạt đến vài triệu lượt xem. Theo tìm hiểu, cô gái này có tên là VHNP. Trước đó, cô nàng này đã từng bị ném đá vì có hành động khoe thân tương tự trong một sự kiện về ô tô diễn ra năm 2019. Cụ thể, vào khoảng tháng 10 năm 2019, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh và đoạn video P ăn mặc cực kỳ hở hang rồi uốn éo chụp hình bên ô tô. Ngay khi được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, những hình ảnh này đã lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích. Cá nhân hãng xe cũng bị vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng mạng khi nhiều người cho rằng họ cố tình thuê P để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, đại diện hãng xe mà cô gái này đứng chụp cho biết không có mối liên hệ gì với cô. Có thể thấy, cô nàng này muốn gây sự chú ý tại các sự kiện lớn nên tìm kiếm sự nổi tiếng đầy tai tiếng cho mình. Khi biết được danh tính của P, nhiều người cho rằng cô gái này thật chẳng biết xấu hổ, thậm chí còn đăng tải những đoạn video chẳng bổ ích gì lên YouTube. Bên cạnh đó, việc kênh của cô này nhận được nhiều lượt xem và cả lượt theo dõi cao như vậy khiến nhiều người bức xúc vì ngày nay người ta nổi tiếng quá dễ dàng. Cộng đồng mạng vừa mới tạm quên người phụ nữ thả rong vòng một đi khắp Việt Nam thì nay lại tiếp tục có thêm một cô gái chiếm spotlight khi vừa thả rong vừa nấu ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Theo những gì clip ghi lại, có thể thấy nữ chính là một cô gái còn khá trẻ. Tuy tiêu đề video là nấu đậu hũ cay, nhưng thay vì ăn mặc bình thường, cô gái này lại ăn mặc vô cùng thiếu vải. Chiếc áo ngắn cũn cỡn thậm chí còn chưa đủ để che kín vòng một của cô gái. Trong quá trình nấu nướng, trò chuyện, có không ít khoảnh khắc cô nàng còn để lộ nhũ hoa vô cùng kém duyên. Thế nhưng, cô nàng dường như không mấy bận tâm mà vẫn thoải mái nấu ăn tiếp. Chưa dừng lại ở đó, các góc máy quay cũng thường xuyên tập trung vào vòng một của cô gái này thay vì quay các bước thực hiện món ăn. Trước sự xuất hiện của những video đầy phản cảm, cô nàng vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô nàng đang chiêu trò để câu like, câu view. Và cô nàng kể trên có lẽ đang thèm nổi tiếng đến phát cuồng rồi, nên mới không buồn để ý đến hình tượng của mình như vậy. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi những video này lại được kiểm duyệt và đăng lên YouTube. Một số người còn thẳng tay chặn và báo cáo kênh YouTube của cô gái này vì hành vi phản cảm. Một số cư dân mạng bình luận, trời đất ơi, sao những clip như thế này cũng được kiểm duyệt và đăng lên YouTube vậy? Không hiểu nghĩ gì, rốt cuộc đây là clip nấu ăn hay khoe thân, nhìn nhức mắt quá. Vì muốn nổi tiếng nên em bất chấp chiêu trò ư? Quá phản cảm. Để nổi tiếng, nhiều người ra sức tìm kiếm chiêu trò để nổi tiếng mà không hề có chút tài năng nào. Khán giả và cộng đồng mạng đã quá ngán ngẩm với những nhân vật có tư tưởng lệch lạc như vậy. Trước đây, đã từng có trường hợp lên như diều gặp gió, nhưng cuối cùng cũng bị chính cộng đồng mạng bỏ quên.